xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với Sơn TV. Video tiếp theo thì Sơn sẽ truyền tải lên kênh để cho các bạn xem về một cái đám cưới của một bạn người dân tộc Giấy các bạn ạ. Thì ngày hôm nay thì Sơn đã có mặt ở nơi đây và Sơn sẽ ghi hình toàn bộ cái đám cưới của người đồng bào dân tộc Giấy, xem là có những cái điều gì nó đặc biệt khác lạ so với các cái đám cưới của các dân tộc khác không các bạn nhé. Thì bây giờ chúng ta cùng di chuyển vào bên trong. Đây rồi, bây giờ thì Sơn đã đến khu vực nhà cô dâu rồi các bạn ạ. Và bên trong này thì mọi người đang sắp cỗ, hình như là đang làm các cái món cỗ này. Xin giới thiệu với tất cả các bạn một cái món ăn rất là đặc biệt trong cái đám cưới của người dân tộc Giấy. Thì sẽ có cái món ăn này. Món này thì được mọi người gọi đó nó là thịt om khói. Và sau khi om qua kiểu như là bếp lửa thì mọi người sẽ đem ra để thái và xào với cả tỏi, đúng không ạ anh? Cái này là xào với tỏi. Món ăn này là cũng khá phổ biến trong các đám cưới của người dân tộc Giấy các bạn nhé. Nhìn món ăn này thì khá là thú vị và theo Sơn nghĩ là chắc chắn là sẽ ngon các bạn ạ. Và đây thì vẫn là những cái món gà truyền thống trong các đám cưới thì vẫn đều có những cái món gà này. Nhưng có một cái điều đặc biệt thì gà ở đây rất là ngon các bạn ạ. Như các bạn quan sát thấy thì cái con gà ở đây nó trông ấy, nó rất là vàng. Kiểu gà này thì chắc là kiểu gà nuôi thả vườn, gà quê thôi các bạn. Trong đám cưới của người đồng bào vùng cao thì thường thường là sẽ có những cái món ăn ẩm thực rất là kiểu mang đậm tính chất quê hương. Ở phía bên ngoài này thì Sơn quan sát thấy là có các cô các chị đang làm một cái món gì đó, mà thấy có là cà rốt này, rồi củ cải và đây kiểu như là hành tây ấy. Các củ cà rốt rất là to đã được gọt vỏ bỏ ra đây để chuẩn bị làm một món gì đó. Và bây giờ thì Sơn sẽ hỏi thăm các cô chị một tí. Chị gái ơi, chị cho em hỏi là cái củ cà rốt mấy cả củ cải này là mọi người đang lạo vỏ nó đi để làm cái món ăn gì vậy ạ? Làm món canh hầm xương ạ. À, canh hầm xương ạ. Vâng. Cái này thì là để hầm xương thôi chứ không phải là làm món nộm những gì ạ? Không ạ. Ồ, đầu tiên em lại cứ tưởng là để làm món nộm, hóa ra là để hầm với cả xương đúng không? Vâng. À, cái cà rốt mấy cả cái củ cải vừa nãy mà các cô các chị đang gọt ngoài kia chắc là để hầm với cả cái xương đây các bạn này. Cái xương này thì mọi người đang chuẩn bị ở đây để lát nữa để hầm với cả củ cải, cà rốt các thứ các bạn. Lại thêm một món ẩm thực nữa ở trong cái cỗ cưới của người đồng bào dân tộc Giấy. Một món ăn cũng khá là thú vị. Đó là món đỗ, sau thì sẽ được mọi người xào với lòng gà, lòng vịt các thứ các bạn. Món này thì đơn giản nhưng mà cũng rất là ngon. Và các chị em nhà bếp thì đang quây quần ở đây để nhặt những quả đỗ để chuẩn bị cho những mâm cỗ chuẩn bị vào buổi trưa nay. Thêm một món ngan rất là đặc biệt trong cỗ cưới của người dân tộc Giấy các bạn ạ. Món thịt ngan này sẽ được mọi người xào kiểu như là xào lăn các thứ ấy. Món ngan này cũng khá là thú vị, khá là ngon. Vừa rồi rất xinh đẹp, chào em nhá. Vâng, chào anh. Trước tiên thì cho anh hỏi thăm cô dâu một chút là cô dâu là tên là gì và năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Em tên là Thanh ạ, năm nay em 26 tuổi. 26 tuổi? Vâng. Thanh 26 tuổi và ngày hôm nay là ngày rất là trọng đại đối với em đúng không? Vâng. Là ngày lễ thành hôn của em. Anh hỏi Thanh một chút là như mình là người dân tộc Giấy đấy đúng không? Vâng, đúng rồi. Theo như những gì anh được biết thì là mình là người dân tộc Giấy. Và anh muốn hỏi thêm về là cái vấn đề về trang phục mà trong ngày cưới. Vâng. Trong ngày cưới này thì
em là cô dâu thì em sẽ mặc cái bộ trang phục truyền thống của người đồng bào dân tộc Giấy mình hay là em sẽ mặc những cái bộ váy hiện đại rồi? Thực ra thì trong ngày cưới mình mặc trang phục truyền thống cũng được mà mặc váy hiện đại cũng được. Thì em thì hôm nay em chắc là em mặc váy hiện đại thôi ạ. À, hôm nay mặc váy hiện đại ạ? À? Vâng. Thì hiện tại bây giờ anh quan sát thấy thì em đang mặc một cái bộ trang phục truyền thống của người dân tộc Giấy mình đúng không? Vâng. Nghe đâu bảo rằng là đồng bào dân tộc Giấy mình trước khi đi lấy chồng là sẽ phải có một cái nghi lễ gọi là cái lễ làm lễ xuất giá đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Thì cái nghi lễ đó thì nhà mình đã làm cho em. Vừa đấy thì nhà em đã làm cái nghi lễ xuất giá rồi anh ạ. À, làm rồi ạ? Vâng. Nghi lễ. Vâng. Không quay được những cái đoạn đó để cho mọi người xem về cái phong tục truyền thống của người đồng bào dân tộc Giấy là sẽ phải có cái nghi lễ đó đúng không? Vâng, đúng rồi. Thế sau khi mà làm xong cái nghi lễ đó thì nhà trai khi sang đón dâu thì có phải thêm một cái thủ tục nghi lễ gì nữa không? Khi mà nhà trai đón dâu, ngày mai nhà trai đón dâu thì chỉ đón thôi ạ, mang hoa đến đón, xong rồi thì đi thôi ạ. Có nghĩa là sau khi những đợt làm rồi, xuất giá rồi, có nghĩa là em là kiểu như không phải là còn là con gái trong nhà nữa. Vâng. Phải đi làm dâu cho người ta rồi đúng không? Đúng rồi, em cũng không được vào nhà luôn, chỉ để ở ngoài đã. Có nghĩa là làm lễ xong rồi là không được vào nhà nữa. Vâng. Bây giờ là chỉ ở ngoài nhà, ngoài khu ngoài hè trở ra thôi. Vâng, tối cũng ngủ ngoài thôi. Tối cũng ngủ ngoài luôn. Vâng. Thế khi nhà trai mà họ sang đón dâu á, thì họ có phải đem theo những cái nghi lễ gì để đón dâu không? Hay là chỉ đơn giản là hoa và những kiểu trầu cau thông thường thôi? Chỉ đơn giản đấy thôi ạ. Bởi vì hầu như là xong rồi. Vâng. Oh,
đám cưới em là cô dâu. Đám cưới chú sẽ là ai? Và sau hôm nay mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi ngập tràn tình yêu, mình chia sẻ bao vui buồn. Ta bên nhau tay đầu bạc răng long, ngày cưới hạnh phúc. Ngồi viết thiệp cưới mà em như mơ, ngồi ngắm anh cưới lòng em vui thẫn thờ. Sau bao nhiêu tháng năm đợi chờ, giờ em rạng rỡ vây cưới cô dâu. Nụ cười mẹ cha nao nức trẻ thơ, bạn bè chúc phúc lòng anh bao bất ngờ. Anh hạnh phúc như chưa bao giờ, nguyện bên em xây ngôi nhà ước mơ. Là ai? Và sau hôm nay mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi ngập tràn tình yêu, mình chia sẻ bao vui buồn. Ta bên nhau tay đầu bạc răng long. Trying to stay strong and fake a smile until I lose.
you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away.